Bé lấy mắt rất là đẹp luôn á. Lâu quá thấy con nè chồng cô. Nói lâu lâu nó mới lại bán thôi. Bán là bé bán là chỉ có thứ bảy chủ nhật à. Cho con cái khăn đó, con đó, cái tay. Cảm ơn bà đi con. Đúng rồi con. Trơn trơn á. Không con đeo bao tay vô rồi cái đó khi gọt xong con lau tay cũng được. Cái này nè nó ăn tay lắm. Rồi con đeo bao tay vô nha. Bao tay đâu? Bao tay khó. Tay nó cũng chơi chơi. Cảm ơn bà chưa? Hả, đây là mấy con tay chú. Quốc xài vô tay luôn. Lấy lấy khăn khỏi cho tiền thơm. Sao được không? Chịu luôn cho lớn luôn, lấy khăn chạy tiền thơm luôn. Cái bao đó, nó cũng trơn, cái da nước cũng trơn, còn cái khăn cũng trơn. Con xài rồi con giặt lên. Cái nào xài thì nó lấy xài. Ngoài vòng vòng ghét không? Con xài trong chiều đem về á, kêu mẹ con giặt. Đây con mai giặt. Mai đây bán cướp. Có chị em gái không? Không. Mà con chị có hai chị thôi. À, có hai chị. Ủa con có hai chị nào? Ý bà hỏi là con có chị gái, em gái ruột không? Dạ 10.000 á chị. Dạ, ý là cô hỏi là nhà con mấy anh em á. Tôi đâu có mua làm gì, tôi ngồi thấy nó bỏ, con muốn ngồi nghỉ giờ nó bỏ. Ôi, cô cho tiền kìa. Cô lấy mấy trái cô? Một trái phối cô 10.000 con. Cảm ơn cô. Trước kia thì bán thường xuyên lắm, mà nay đi học quá. Chỉ bán thứ bảy chủ nhật thôi. Dạ. Nó hỏi là có cắt cái đầu thớm không? Chưa chặt đầu. Cho nó dễ cầm. Nè, cận cảnh mọi người xem nhí lấy mắt nha. Cái bao, con có đem bao tay theo không? Chắc không được. Bao tay nó trơn lắm. Dạ. Cái thằng nó trơn. Dạ. Mai con mang bao tay ấy, con đi. Múc vô tay không? Hả? Để thấp cái dao xuống con, để dao cao hơn cái mặt con luôn. Dạ em chào chị Nancy Trần ạ. Nhí Bi Nhí đang gọt thơm cho khách hàng á chị ơi. Ở trong tivi nhìn nó bự, ở ngoài nó nhỏ xíu rồi cô ha. Dạ. Đây ngồi nghiệt ngài, miệt mài luôn. Này chắc lai quá, chắc phải gì gì. À. Đó, người Khmer. Dạ. Bé người Khmer. Dạ. 9 tuổi mà biết gọt thơm là quá hay luôn. Như con lớn bây giờ vậy nè, mà cầm cái thơm mà cắt như vậy không đâu được đâu. Không đẹp. Mua giùm nó trái đi cô. Nó 10.000. Hôm nay có khách hàng à. Dạ đúng rồi chị Nancy Trần ơi. Nhí nó gọt thơm, cái phong cách là phải nghiêng người qua như vậy đó. Phải nghiêng người qua và nghiễn cái đầu qua một bên. Giống như là mình đi mắt thơm á, mình lấy mắt thơm là mắt thơm nó chạy theo cái chiều xéo á, là nhí nó phải nghiêng xéo theo luôn.
buồn vậy nhỉ? Dạ. Có buồn dạ? Không có buồn đâu. Còn nhiều không con? Còn 40 trái. Còn 40 trái hả? Còn 40 trái á. Cô Nancy Trần khen con bữa nay là hớt tóc đẹp trai quá nhí ơi. Dạ con cảm ơn cô Nancy Trần. Nó đang tập trung chuyên môn á chị. Rồi, bây giờ là Bí Phước hỗ trợ nè. Bí Phước đang hỗ trợ bà Mộc vô nè. Chào cả nhà. Bí Phước đang hỗ trợ bà Mộc vô. À, gọt tóc tận cho mấy cái xanh xanh này luôn hả? À, đây. Còn 40 trái đúng không con? Trái 10 ngàn hả? Dạ 10 ngàn trái chú ơi. Rồi lấy trái này nha. Rồi có thêm một khách hàng nữa mua ủng hộ cho nhí. Hôm nay thì chợ cũng hơi vắng. Sáng nay thì chợ đông, bây giờ 9 giờ rồi Phước ha. 9 giờ rồi chợ hơi vắng ha. Hy vọng rằng mình ngồi tầm khoảng 30 phút nữa thì hết 40 trái thơm này. Rồi ông gửi tiền cho con kìa. Tiền kìa, tiền kìa. Cảm ơn ông. Còn mấy chục trái con? Bây giờ vậy nè. Bây giờ là mình sẽ ngồi thêm 30 phút nữa mình bán ha. Thì còn được bao nhiêu thì mình bán tới 30 phút nữa. Ví dụ như nó còn được 40 trái á thì ví dụ như nó còn 40 trái á thì cô Nancy Trần sẽ mua hết cho con ha. Nhưng mà bây giờ mình cứ bán đi, được bao nhiêu thì tới phút giây phút 59 á, phút cuối cùng á. Nhí ha. Dạ. Thì bây giờ thì con cứ bán 30 phút nữa đi, tầm khoảng 10 giờ đi. Rồi, okay, à rồi ok. Cô này trái đẹp quá, đâu đâu có. Đâu có đưa lên đây. Trời luôn. Nó đẹp cái thơm ngon nha. Để bọc nó bọc ra. Giỏi lắm. Cái này kho 10 ngàn luôn. Trời ơi, khách sộp luôn. Cảm ơn bà đây. Cảm ơn bà luôn. Sao mình đồng ý không? Bây giờ là mình sẽ ngồi tới 10 giờ ha. Mình bán đi, còn bao nhiêu trái thì cô Nancy Trần mua sẽ mua hết cho con. Rồi nhờ Bí Phước là đem xuống cái chùa chùa gì đạo đạo tràng gì đó. Bồ đề đạo tràng ha. Đem về chùa còn quận 2 đi. Rồi okay. À rồi đem về cái máy ấm tình thương quận 2 phát ha. Đúng rồi. Cái chùa gì mà cô Duyên nhớ, cái chùa mà có phải lồng đèn không? Rồi cô Duyên nhớ. Nha, bây giờ nè là mình tiếp tục bán tới 10 giờ ha. Còn ví dụ như còn 2 trái thì mình sẽ lấy 2 trái, mà dù còn 10 trái mình sẽ lấy 10 trái. Ok. Dạ. Có rồi. Trang không? Dạ có khẩu trang. Mình có trang vô đúng rồi. Giờ bùng phát quá trời. Đang bùng phát. Bây giờ con cảm ơn cô Nancy Trần trước đi. Đúng rồi. Chợ bà vừa là bông thì con biết nhưng mà chợ thì không biết. Chợ ngọt bên đây được. Chợ Hồ Thị Kỷ là cái chỗ mà bà ngoại với cô Duyên hay đi ăn sáng á, biết không? Dạ không. Tức là bà ở gần đây cũng gần, đi tầm khoảng 5 phút thôi. Chỗ nhà thờ Polo băng vô. À nhà thờ Polo dạ. Bà biết nó lâu chưa? Tôi đi chợ hoài tôi thấy nó lâu lâu nó mới bán. Thì sao nó ngủ lâu lắm rồi mới bán. Giờ mới thấy rồi. À. Chị để giùm em trên mâm chị, cảm ơn chị nha. Con không có gì cô Duyên. Dạ. À, dạ em chào chị Huệ Nghĩa nha. Lúc nãy Bí Phước cầm máy á. Lúc nãy Bí Phước cầm máy nên em không có biết. Bây giờ là cô Nancy Trần sẽ mua hết số thơm ủng hộ cho con. Dạ. Là 50 trái đúng không? Là nhiêu tiền?
47 trái thôi. 47 trái. 470 ngàn. Bây giờ là cô Nancy Trần ly xì con 30 luôn nè. 500 điểm này đi. Này của cô Nancy Trần mua ủng hộ hết cho con về sớm đó. Bây giờ 10 giờ rưỡi rồi. Đếm đi. Rồi giơ lên cho con xem. Gửi lời gì không? Con cảm ơn cô Nancy Trần đã mua hết cho con. Con rất cảm ơn cô. Con chúc cô Mỹ với là con giúp cô hạnh phúc bên gia đình. Rồi, cảm ơn chị Nancy đã mua ủng hộ cho bé nha.